Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên, còn đây là Phương Anh. Hôm nay mình và Phương Anh sẽ review 5 chai nước hoa quốc dân của Nam. Đây là 5 chai nước hoa mà mình đã lựa chọn và tham khảo ý kiến của khá nhiều người. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu 5 chai nước hoa nào nhé. Khá dễ chịu, nhà. Còn có gì nữa không? Có gì đặc biệt không? Chắc mùi này thấy hợp dành cho mùa hè. Kiểu nó có tạo nên cho em một cái hình dung về một người đàn ông như nào không? Em hình dung là các bạn nam trẻ mặc những quần áo kiểu thoải mái, áo phông. Kiểu năng động hả? Năng động. Kết hợp. Thế là độ tuổi của nó là trẻ trung. Em nghĩ là cái mùi này thì sử dụng vào mùa hè là ok chứ? Có, mùi này dùng mùa hè ổn ạ. Ok. Thế Phương Anh chấm điểm chai này khoảng tầm bao điểm? Em chấm chai này chắc khoảng 8 điểm. 8 điểm? 8 điểm. Một con số khá là cao. Rồi, cảm ơn nhá. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đến với chai nước hoa thứ hai nhá. Chịu nhưng mà nó không kiểu trẻ như mùi trước, nó sẽ chút, nó đứng đắn chút. Đứng đắn hơn á? Em thấy so với mùi trước thì cái nào nồng hơn? Mùi này nồng hơn. Mùi này nồng hơn. Nó cảm giác nó hình em khiến em lên liên tưởng đến vấn đề gì? Cũng là một người đàn ông nhưng mà cái người này lớn tuổi hơn cái mùi trước. Kiểu nó chững chạc hơn đúng không? Nó dành cho những người trung tuổi hơn một chút à? Vâng. Nhưng mà cái tông này với cái tông của chai, cái nốt nhóm hương của chai nước hoa trước thì em nghĩ nó thế nào? Cả hai mùi đều khá là dễ chịu nhưng mà cái tông này nó có cái phần nó mạnh hơn cái tông trước, nó nhẹ hơn, mạnh hơn một chút. Cảm giác khá là mát mẻ đúng không? Đúng rồi, vẫn mát mẻ, vẫn thuộc hơn. Nhóm hương mát mẻ. Chai nước hoa này thì em nghĩ là sử dụng vào những cái thời điểm như nào? Cũng là mùa hè nhưng mà chắc là các chai nước hoa này mình phải mặc nó gọi là nó vẫn thoải mái, nó vẫn trẻ trung năng động. Có thể là áo polo thay vì áo thun chẳng hạn. Thay vì áo không cổ, chúng ta có thể mặc những áo không có cổ hoặc thậm chí là những cái sơ mi có thể màu sắc là trẻ trung đúng không? Chai nước hoa này Phương Anh đánh giá tầm mấy điểm? 9 điểm, cao hơn chai nước hoa kia. Cao hơn. Vâng, vừa rồi là Versace Pure Homme 9 điểm. Này cũng rất trẻ trung, cũng khá là thanh, nó mát mẻ. Dễ dùng. So với hai chai kia nó đều thuộc nhóm hương với nhau đúng không? Vâng. Cảm giác thì nếu mà như em thì em sẽ sử dụng, nếu mà bạn nam thì sẽ sử dụng vào cái thời tiết như nào? Cũng lại là mùa hè. Cũng là mùa hè. Đây là mùi. Ok. Mùi này theo ý kiến của Phương Anh là khá giống cái mùi nước hoa đầu tiên mà mình đã cho Phương Anh ngửi. Nhưng mà so hai cái với nhau thì Phương Anh nghĩ là cái nào sẽ hợp lý hơn cho các bạn nam trong mùa hè và sẽ sử dụng ở độ tuổi như nào, khoảng tầm bao nhiêu? Em thấy cả hai mùi nó đều có cái nét tương đồng về việc là nó dùng cho các bạn nam nó trẻ trung, nó dễ dùng và cho năng động. Nhưng mà cái mùi này nó cũng phá cách hơn mùi kia một chút, mùi kia nó nhẹ nhàng hơn. Còn mùi này nó giống như là kiểu dành cho các bạn nam chắc là vận động nhiều hơn chẳng hạn. Nó có cái điểm nào mà Phương Anh không thích không? Chắc là cái mùi này em thấy nó hơi kiểu hơi nồng quá. Nó hơi nồng quá, nó có hăng hăng không ạ? Hay là nó hơi hăng hăng. Nó hơi hăng ạ, chắc là do tảo.
nên là nó sẽ tạo ra một chút hăng hăng. Ngoài ra thì còn cái điểm nào mà em đánh điểm trừ ở chai nước hoa này không? Em nghĩ là phong phú này cũng khá dễ dùng à. Thế thì ngoài chai nước hoa đầu tiên chúng ta sử dụng với áo phông và bộ quần rất là trẻ trung. Hai thứ hai thì chúng ta có một chút đó là hơi lịch sự và những bộ áo phông có cổ hoặc là những áo sơ mi, thì chai này thì em nghĩ là sử dụng với phong cách như nào? Có thể là mặc quần áo thể thao một chút, vẫn thoải mái nhưng nó thiên về phần thể thao hơn. Thể thao hơn. Và anh nghĩ là chai này nó sẽ cá tính hơi mạnh một chút nhỉ, hơi kiểu đàn ông kiểu mạnh mẽ một chút. Vậy chai nước hoa này em đánh giá tầm mấy điểm? Chai này chắc là khoảng 7-8 điểm. 7-8? Chắc là 7. Mùi này không phải cù của em là làm. Mùi em không thích. Ok. Còn đây là chai thứ tư. Rất là nồng, nó sao? Rất là nồng, rất là mạnh. Vậy là nó khác hẳn với ba mùi trước đúng không? Chắc là dành cho các anh trai mà đứng đắn lớn tuổi hẳn. 30 chắc khoảng đấy. Bóng bẩy trưởng thành. Đúng rồi ạ. Thì cái gu ăn mặc thì nó như thế nào thì hợp với chai nước hoa này? Gu ăn mặc tức là phải lịch lãm một chút, có thể là vest hoặc là cái bộ quần áo nó layer với nhau, nó cầu kỳ ấy ạ. Hình ngoài những cái đấy ra thì em nghĩ là kiểu phong cách của người đàn ông khi xịt chai nước hoa lên người thì nó sẽ như thế nào? Nó tạo ra một cái vẻ gọi là quyến rũ ấy, nó kiểu nó chững chạc ấy. Quyến rũ. Tại mùi này nó cũng sexy. Đúng rồi, sexy. Em nghĩ chai này thì nó dùng vào những cái thời điểm hay những cái dịp như thế nào, cái thời tiết ra sao? Đấy, chắc là mùa thu, những cái mùa nó mát mẻ một chút thì nó hợp hơn. Thu đông. Thu đông. Còn thời tiết hè đang 39-40 độ thì chắc là không hợp lý đúng không? Chắc là phải phòng điều hòa. Chỗ nào nó thoáng khá hơn, không trời lạnh lạnh như thế. Đấy, đó là một cái gợi ý cho anh em, đó là sử dụng cho anh em dân văn phòng hoặc là anh em nào có ô tô. Em đánh giá chai nước hoa này trong cái thời điểm như này thì khoảng tầm mấy điểm? 7 ạ. 7? Một chai nước hoa 7 điểm, xếp cùng với chai nước hoa thứ 3 mình vừa cho các bạn. Ở đây chai nước hoa cuối cùng. Hy vọng những chai cuối cùng sẽ mang lại những điều ấn tượng hơn. Có vẻ gì đấy kiểu em ngửi mùi nó có quen thuộc không? Nó hơi giống cam chanh một tí. Nó có citrus mở đầu đúng không? Mùi này em thấy có quen thuộc không? Những chai mình vừa review đều là những chai quốc dân cả, em thấy mùi nó quen thuộc không? Ra đường liệu có bị đụng hàng không? Mùi này em nghĩ là sẽ có đụng hàng ấy, nhưng mà nó vẫn hay ấy, cho nên là ví dụ mà kiểu kể cả mình có cặp nhiều rồi mình chắc so là mình với thích. So với chai nước hoa trước đây trước so với chai nước hoa vừa rồi thì em thấy mùi này thế nào? Nó dễ chịu hơn hay là nó cảm giác khó chịu hơn? Nó dễ chịu hơn, nhất là trong cái thời tiết hè nắng nóng thì chai nước hoa này tốt hơn chai Dior Sauvage vừa rồi đúng không? Vậy thì cái phong cách và cái cách ăn mặc đối với chai nước hoa này thì em nghĩ là như nào? Chắc là nó cũng khá giống chai thứ hai. Có nghĩa là nó một chút lịch sự, đúng không? Mình có thể mặc quần Âu hoặc là với áo phông có cổ hoặc là sơ mi đúng không? Em nghĩ chai này nó sử dụng ban ngày hay là buổi tối là hợp lý? Hay là có thể nhưng cả hai cũng được ạ. Có thể cả hai đúng không? Mùi này theo em có điểm trừ gì không? Em nghĩ là không, thấy mùi này khá dễ chịu.
fresh. Em đánh giá trên nước hoa này khoảng tầm mấy điểm? 9 điểm. 9 điểm đúng không? Có một số khá là ấn tượng. Vừa rồi thì mình và Phương Anh đã review cho các bạn 5 chai nước hoa quốc dân của Nam. Vậy cảm nhận của các bạn ra sao? Ngoài 5 chai nước hoa trên thì các bạn nghĩ chai nước hoa nào phù hợp với cái tên quốc dân của Nam thì các bạn hãy bình luận bên dưới và đừng quên like, subscribe cho kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.